Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và xin mời quý vị chào đón chương trình mới của chúng tôi có tên là Tất Đất Tất Vàng, và người cùng cộng tác với Vân Anh để thực hiện chương trình Tất Đất Tất Vàng trong thời gian sắp tới. Đó, bên cạnh Vân Anh là anh Bình Trần, anh là chuyên viên từ công ty tài trợ địa ốc trực tiếp Direct Mortgage Lender, tức là người cho vay, thưa quý vị. Và bên cạnh anh Bình là anh Kevin Huỳnh, anh là chuyên viên địa ốc, tức là broker tại San Diego. Và trước khi đi vào chi tiết cái chương trình Tất Đất Tất Vàng ngày hôm nay thì xin kính chào anh Bình, và xin anh có thể cho quý vị khán giả được biết sơ về anh. Dạ. Em chào chị Vân Anh. Bình xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Thì nói chung là em cũng không có lại gì với San Diego. Đúng thật rồi. Sự thì trước khi em dọn lên Orange County thì em ở San Diego cũng gần 20 năm rồi. Đúng rồi. Thì dọn đó khoảng 5 năm, thì nói chung là đa số khách hàng của em vẫn ở San Diego. Wow. Gần như là 70% khách hàng của em vẫn ở San Diego, mà đa số là từ referral. Yeah. Thì nói chung là em làm cái nghề banking cũng gần 20 năm nay rồi, từ lúc em ra trường tới giờ từ San Diego State ở local đây. Yeah. Thì cho tới bây giờ thì em cũng nói chung là cũng gần 20 năm kinh nghiệm, mà vấn đề cho vay mượn thì cũng đã 15 năm. Thì cái vấn đề là tại vì cái lượng khách của em ở San Diego quá nhiều đi, cho nên mà anh không bỏ San Diego được, thưa quý vị. mà xưa giờ cái ao ước của em từ xưa giờ là có một ngày nào đó đó có thể quay lại đây, có một cái chương trình nào đó để mà có thể giúp đỡ cho cái cộng đồng Việt Nam mình hiểu hơn về cái vấn đề cho vay mượn. Tại vì em hiểu được là cái vấn đề mà khi mà mượn tiền mua nhà cũng là một vấn đề bị áp lực rất là nhiều so với rất là nhiều người khách của mình. Dạ vâng. Nhiều thứ người khách này không có hiểu khi mà ra mượn tiền, mà mượn tiền nhà là một trong những cái investment lớn nhất trong cuộc đời của mình. Thì chính như vậy, khi mà em quyết định làm cho công ty Click Mortgage này, thì tại vì em cảm thấy là có rất là nhiều những cái chương trình mà có thể giúp ích được cho cái cộng đồng mình. Vâng, cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Và bên cạnh anh Bình, thưa quý vị, là anh Kevin Huỳnh. Anh là một chuyên viên địa ốc, có khuôn mặt rất là trẻ, tuy nhiên kinh nghiệm rất là dày dặn trong lĩnh vực địa ốc. Anh Kevin một lần nữa có thể nói về tiểu sử của mình được không anh? Hello, em là Kevin Huỳnh. Em xin kính chào quý vị VNTV. Thì em làm về nghề địa ốc này cũng được gần 7 năm. Thì hiện tại em mới có bằng broker và mới có office. Đây là anh Kevin Huỳnh, anh là chuyên viên địa ốc broker, và văn phòng của anh tọa lạc ngay tại 7710 Babo Avenue. Số điện thoại là 619-788-6988. Quý vị có tất cả những cái thắc mắc liên quan đến địa ốc phải không anh Kevin? Không cần là quý vị phải mua nhà, mà quý vị có thể gọi tham khảo làm sao để có nhà, bán nhà hoặc đầu tư, hoặc là người mua nhà đầu tiên, thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết trong cái chương trình ngày hôm nay. Tuy nhiên bây giờ mình nói về cái chương trình Tất Đất Tất Vàng của mình, anh Bình ha. Thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta đó thì có những cái câu tục ngữ mà khi mà nghe nói tới thôi là mình sẽ hiểu ngay. Thí dụ như là an cư lạc nghiệp. Tức là cho dù chúng ta có thành công tới như thế nào, chúng ta có làm nhiều tiền như thế nào, nhưng mà chúng ta chưa có một căn nhà riêng cho mình, chưa có một mái ấm thì chưa gọi là thành công, phải không anh? Phải có một căn nhà cho dù lớn hay nhỏ. Và Tất Đất Tất Vàng có nghĩa là chúng ta có thể đầu tư trong bất cứ lĩnh vực nào, nhưng mà đầu tư địa ốc thì không bao giờ là lỗ, phải không anh? Mình nghe ông bà mình nói như vậy. Thì trong cái chương trình Tất Đất Tất Vàng này, mình sẽ nói tất cả những cái vấn đề liên quan địa ốc, phải không anh Bình? Dạ đúng rồi chị. Thì nói chung là cái chương trình mà Tất Đất Tất Vàng là tụi em có một nhóm cũng đã làm bắt đầu từ Houston rồi. Cho nên khi mà em đem cái chương trình này về lại San Diego thì cũng nói chung là tụi em cũng muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm, không nhất thiết về vấn đề cho vay mượn, nhà cửa, mà nhiều khi có những cái gì đó mà liên quan tới xã hội ở ngoài. Đúng rồi, thì cuộc sống chung quanh của mình. Chung quanh của mình nữa, tại vì những cái này nói chung đều ảnh hưởng với nhau hết. Nói chung là nó có liên quan với nhau. Ngày mốt mình là anh Bình với Kevin gỡ rối tội lòng luôn. Gỡ rối tội lòng. Cái đó cũng hơi khó khăn xíu với tụi em. Dạ vâng, thưa quý vị, giống như quý vị đã nghe anh Bình chia sẻ, anh là một người đã sinh sống và cư ngụ tại San Diego rất là lâu rồi. Và anh chuyển lên Orange County, nhưng mà anh vẫn làm việc ở San Diego và có rất là nhiều khách trong thời gian vừa qua. Nhưng mà tại sao anh lại chọn trở lại San Diego và sắp tới đây sẽ làm việc nhiều hơn với cộng đồng San Diego của chúng ta, cùng hợp tác với anh Kevin anh? Thì thật sự nói mà em đi ra khỏi San Diego thì em chưa bao giờ ra khỏi San Diego. Lý do em dọn lên trên Orange County là tại vì ở Orange County là nơi mà rất là nhiều nhà băng.
ở đó có rất là nhiều cái chương trình mà phù hợp với cộng đồng châu Á của mình. Chính vì vậy nếu mà em muốn học cái nghề này thì em phải đi đến đúng chỗ để mà em học. Cho nên lý do là tại sao không phải là em ra khỏi San Diego mà khách em ở đây vẫn là nhiều. Dạ là tại vì em lên đó để em học nghề chị. Thì khi mà em quay lại đây là tại vì một phần là từ xưa giờ em cũng đã làm bonsai. Như em nói là cái lượng khách của em đây gần như đa số khách của em là từ San Diego. Wow. Thì có tới một lúc nào đó thì em cảm thấy là em có thể nới rộng hơn cái thị trường của em ở đây. Thì cho nên em mới quay lại là em muốn làm mở, cho thêm information để giúp đỡ thêm cái cộng đồng. À, anh Bình có nghĩ là anh Bình có nhiều khách á, thì nó có nhiều yếu tố. Chắc chắn là tại vì cái cung cách làm việc của anh là uy tín, là chuyên nghiệp. Nhưng bên cạnh đó cũng là một cái tình cảm yêu quý của đồng hương của chúng ta tại San Diego, phải không anh? Trong suốt rất là nhiều năm vừa qua. Anh Kevin với lại anh Bình có thể cho quý vị khán giả được biết là cái market của địa ốc của chúng ta tại San Diego, tại California cũng như là tại Mỹ nói chung như thế nào anh? Thì theo em thì em thấy cái market của San Diego nó còn rất là còn nhiều cái cơ hội lắm. Compared to mấy cái tỉnh khác, tỉnh là sao Orange County, LA thì cái market San Diego nó còn opportunity to grow because mình theo cái thị trường thí dụ San Francisco thì nó quá đắt đi compared to San Diego or trên theo San Jose thì nó cái lượng nhà mà nó compare với đây thì almost 1.5 more than San Diego. Dạ vâng. Theo em thì nó San Diego thì cũng còn cơ hội nhiều. Dạ vâng. Với quý khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta và đang có một cái tư tưởng hoặc là cái ước mơ là sẽ mua căn nhà thì anh nghĩ là trong một năm thì cái thời gian nào là cái thời gian mua nhà hay nhất anh, hay là lúc nào chúng ta cũng là thời điểm tốt nhất để mua nhà anh? Theo Kevin á thì mình đầu tư á thì cái lúc mà tốt nhất để mình đầu tư đó là khoảng tháng 10 đầu tư đến tháng 2. Tại khúc đó mình có thể shop around được tại vì cái nhà nó không có hot giống như mùa hè. Đúng rồi. Thì khúc mà mùa hè chậm thì lại, mọi thứ lại chậm lại cái mùa hè tháng thì tháng nó chậm. More aggressive. Đúng rồi. Phải aggressive chút mới mua được nhà. Thưa quý vị, chúng ta có rất là nhiều sự chọn lựa tại San Diego. Tuy nhiên, bên anh mời quý vị gọi thử cho anh Kevin Huỳnh 619-788-6988. Quý vị ghé thăm office của anh tới để mà tham khảo với anh Kevin. Không cần quý vị phải có ý định mua nhà hay bán nhà hoặc là nhờ anh Kevin Huỳnh trở thành một nhân viên địa ốc cho quý vị. Nhưng mà anh sẽ sẵn sàng trả lời tất cả những câu hỏi của quý vị. Trở lại với anh Bình đó. Thì trong suốt bao nhiêu năm anh làm việc? 15 năm phải không anh? 15 năm, năm anh làm việc thì anh đã gặp những cái khó khăn gì khi làm việc với cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, cũng như những cái thuận lợi gì khi mà anh làm người chủ nợ của mình? Mời anh chia sẻ. Dạ thì nói chung trong 15 năm qua cũng có rất là nhiều cái điều thú vị đã mình học về, nói chung là khi mình làm việc với người Việt Nam mình. Trong những cái vấn đề lớn nhất mà em thấy nhiều nhất, thứ nhất là cái vấn đề income. Income là sao? Là tại vì người Việt Nam mình rất là nhiều người làm chủ tiệm nail, chủ nhà hàng. Thì thật sự cái vấn đề income là một cái vấn đề rất là lớn. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái vấn đề gì tiền bạc. Người Việt Nam mình rất là nhiều người thích bỏ tiền dưới gối, dưới giường. Thì tới khi mà mình muốn mua nhà rồi bắt đầu móc ra từ từ, bỏ ra. Với lại một cái thứ ba nữa mà em cảm thấy là khi mà em làm vấn đề loan cho rất nhiều người Việt Nam là cái vấn đề gọi là technology. Có nghĩa là sao nhiều người Việt Nam mình lại không rành lắm gì cái vấn đề xài email hoặc là thời buổi này bây giờ mình lên trên mạng mình có thể bấm một cái nút để mình ký gọi là electronic. Thì nói chung những cái đó là những cái challenge, nhưng cũng là một phần đó là một cái niềm vui của tụi em, là tụi em có thể không những giúp cho cái người khách của mình lấy được cái loan mà cũng chỉ cho họ được một cái vấn đề mới trong cuộc sống. Dạ vâng. Đó là những cái khó khăn chung phải không anh? Và những cái điều anh nói là những điều thú vị. Thì trong suốt 15 năm vừa qua có những cái kỷ niệm đẹp chắc trong cuộc đời của anh làm việc rất là nhiều phải không anh? Dạ đúng rồi chị. Tại nói chung là cái nghề mình làm mà như chị nói là tụi cái gọi là American Dream. Có nghĩa là khi một người mà qua được ở nước Mỹ mà mua được cái căn nhà đó là American Dream thành sự thật, đúng không? Thì khi có những người khách họ rất 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 là mừng khi mà mình có thể giúp được họ
lấy được căn nhà thì có nhiều người họ trở thành bạn của anh bạn luôn không? Dạ, đúng rồi, rất là nhiều người làm bạn rồi. Tụi em nhận quà rồi cho quà cho bớt bên anh như vậy thì đi nhận. À, vâng thưa quý vị, không có gì hạnh phúc cho bằng chúng ta làm một công việc để sinh sống mà là công việc mà chúng ta yêu thích. Vâng thưa quý vị, và đó là anh Bình Trần từ công ty tài trợ địa ốc trực tiếp cho vay tiền. Số điện thoại tại San Diego của anh là 619-200-5104. Và Vân Anh biết chắc là anh Bình cũng như là anh Kevin có rất là nhiều lời muốn cảm ơn tới quý vị khách hàng, quý vị thân hữu của anh trong suốt năm vừa qua. Mời anh Bình. Dạ, thì nói chung cái điều đầu tiên mà em muốn gửi đến quý vị ở đây là một lời cảm ơn rất là nhiều. Thật sự không có quý vị thì không có Bình ngày hôm nay. Thì những người khách của Bình là Bình muốn chúc tất cả quý vị, những người khách cũng như bạn bè một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình. Một năm mới sắp đến được an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài. Nói chung mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị. Anh Kevin. Em Kevin cũng muốn chúc quý vị một năm 2017 tốt đẹp, một mùa Giáng sinh vui vẻ và năm mới phải không anh? Năm mới sẽ tốt hơn và năm sau sẽ là một năm rất là tốt đẹp. Và quý vị sẽ thực hiện được ước mơ của quý vị là có được một căn nhà. Cảm ơn anh Kevin, cảm ơn anh Bình rất là nhiều và cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị, và chúng tôi sẽ trở lại xong chương trình kế tiếp. Xin thân ái kính chào. Chào quý vị khán giả.